Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Di động Việt. Có thể thấy rằng sau một thời gian nguội lạnh thì cuộc đua về số chấm trên camera smartphone đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bắt đầu lại từ cách đây 2 năm với Huawei mang trở lại độ phân giải 40 megapixel và đến một năm sau thì độ phân giải camera đã nâng lên 64 megapixel và mới nhất sự trình làng của cảm biến 108 megapixel của Samsung đã khiến cho cuộc đua số chấm bước lên một tầm cao cực kỳ mới chưa từng xuất hiện trước đây. Và dù mới chỉ vài tháng kể từ cụm cảm biến 108 megapixel này được giới thiệu thì đã có khá nhiều thiết bị di động sở hữu camera có độ phân giải không tưởng này. Và sau đây sẽ là tổng hợp của Di động Việt về những chiếc điện thoại có camera 108 megapixel đáng lựa chọn nhất trên thị trường di động hiện nay. Thứ nhất là chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Đây là chiếc smartphone cao cấp nhất của Samsung hiện nay và cũng là chiếc điện thoại mạnh nhất mà công ty Hàn Quốc này tích hợp cảm biến ảnh 108 megapixel. Cảm biến ảnh của Samsung sử dụng vào S20 Ultra là Bright HM1, cung cấp thuật toán gộp điểm ảnh rất ấn tượng. Cụ thể là cảm biến HM1 này có thể gộp 9 điểm ảnh lân cận điểm ảnh chính thành một điểm ảnh kích thước cực lớn 2,4 micromet, từ đó cho ra những bức ảnh có độ phân giải 12 megapixel nhưng chất lượng ảnh cao hơn rất nhiều. Thách thức của việc gộp nhiều ảnh như vậy là sự nhiễu màu, tuy nhiên đã được khắc phục bằng công nghệ có tên là ISOCELL Plus. Ngoài camera có độ phân giải lớn thì S20 Ultra còn sở hữu cụm camera cùng camera góc siêu rộng 12 megapixel f2.2, camera tele 4x 48 megapixel cùng với cảm biến ToF mà có khả năng zoom tối đa 100x. Thứ hai là chiếc Xiaomi Mi Note 9 CC9 Pro. Đây là smartphone thương mại đầu tiên trên thế giới có camera 108 megapixel sử dụng cảm biến ảnh ISOCELL Bright HMX do Samsung sản xuất. Cảm biến có kích thước là 1:1,33 inch, lớn hơn rất nhiều smartphone khác, nhưng do chứa lượng điểm ảnh lớn, mỗi điểm ảnh trên cảm biến có kích thước chỉ 0,8 micromet, dẫn đến việc thu được lượng ánh sáng ít hơn trong điều kiện thiếu sáng. Nhà sản xuất khắc phục vấn đề này bằng giải pháp TetraCell, cho phép gộp 4 điểm ảnh thành 1, từ đó cho ra những bức ảnh độ phân giải 27 megapixel với chất lượng cao hơn. Ngoài camera 108 chấm thì Mi Note 10 còn sở hữu thêm 4 camera gồm camera zoom 2x 12 megapixel f2.2, camera zoom 5x 5 megapixel f2.0, camera góc siêu rộng 20 megapixel f2.2, ống kính chuyên chụp macro 2 megapixel f2.4. Trong bảng xếp hạng của DxOMark thì Mi Note 10 hiện xếp thứ 5 về chất lượng camera. Vị trí thứ 3 là chiếc Xiaomi Mi 10 và Mi 10 Pro. Đây là bộ đôi smartphone thuộc thương hiệu Mi Flagship mới nhất của Xiaomi vừa ra mắt và dĩ nhiên là sở hữu camera độ phân giải cao nhất 108 megapixel. Trong đó phiên bản Pro có thêm camera zoom 2x 12 megapixel f2.0, camera zoom hybrid 10x 20 megapixel f2.2 và camera góc siêu rộng 20 chấm. Còn phiên bản thường có camera góc siêu rộng, camera macro và camera hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Cảm biến mà Xiaomi sử dụng trên bộ đôi này là Bright HMX, tương tự như trên mẫu Mi Note 10. Ngay sau khi ra mắt thì Mi 10 Pro được DxOMark xếp hạng là smartphone chụp ảnh đẹp nhất thế giới. Bộ đôi sản phẩm hiện mới chỉ có mặt tại thị trường Trung Quốc với giá từ 4.000 cho đến 6.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 13 cho đến 20 triệu đồng. Do triển lãm di động toàn cầu MWC 2020 bị hoãn vì virus Corona, hiện chưa rõ khi nào các sản phẩm này sẽ ra mắt ở các thị trường khác. Vị trí thứ tư cũng là vị trí cuối cùng, đó chính là chiếc Xiaomi Mi Mix Alpha. Đây có thể coi là chiếc điện thoại đắt nhất hiện nay sử dụng camera có cảm biến 108 megapixel. Mi Mix Alpha đã được giới thiệu từ tháng 9 năm ngoái và là mẫu máy đầu tiên được giới thiệu với camera trên 100 chấm. Máy sử dụng cảm biến ảnh ISOCELL Bright HMX trong một ống kính f7.1 đi kèm với hai camera góc siêu rộng và zoom 2x với độ phân giải lần lượt là 12 và 20 megapixel. Thực tế thì chất lượng ảnh chụp của sản phẩm này không được đánh giá cao khi một số hình ảnh chụp rò rỉ từ mẫu thử nghiệm của Mi Mix Alpha bị lộ cho thấy ảnh cho màu sắc chụp nhợt nhạt cũng như là độ nét không tương xứng với độ phân giải như các mẫu điện thoại của Samsung hay là cả Mi 10 gần đây. Tuy nhiên thì Mi Mix Alpha đắt đỏ bởi yếu tố thiết kế, máy có màn hình tràn ra cả trước và lưng máy nên là cụm camera sẽ kiêm luôn cả camera trước và sau. Sau nhiều lần bị trì hoãn thì các thông tin mới nhất cho biết hiện Mi Mix Alpha dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý 2 năm 2020. Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao? Trong số các bạn đã có ai sở hữu những chiếc điện thoại mà mình vừa mới đề cập chưa? Và các bạn thấy sao về camera của những thiết bị đó? Hãy để lại comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé! Còn bây giờ thì Di động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau!